Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Tung Tăng Khắp Miền. Thưa các bạn, lúc này tôi đang ở trong sân trường Quốc học Huế. Thật bất ngờ, vị hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường danh tiếng này là ông Ngô Đình Khả, thân sinh Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Ông Ngô Đình Khả sau này cũng làm quan thượng thư, phụ chính đại thần dưới triều nhà Nguyễn. Ông Ngô Đình Khả được nhắc đến trong câu nói khá nổi tiếng trong dân gian, đó là phế vua không khả, đào mả không bài. Trong video hôm nay, mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhân vật lịch sử Ngô Đình Khả và tham quan khu lăng mộ của ông hiện ở trung tâm thành phố Huế xem hiện nay ra sao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình. Trường Quốc học Huế là ngôi trường trung học phổ thông lâu đời thứ ba ở Việt Nam. Hai ngôi trường khác là Lê Quý Đôn ở thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Đình Chiểu ở Mỹ Tho. Ngôi trường này được thành lập dưới triều vua Thành Thái và giao cho ông Ngô Đình Khả làm trưởng giáo, hay còn gọi là hiệu trưởng. Chúng ta thấy những ngôi nhà có tuổi đời hàng trăm năm, kiểu kiến trúc lạ mắt, màu sơn cũng rất khác biệt. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về lịch sử của ông Ngô Đình Khả trước khi đến tham quan khu lăng mộ của ông. Ông Ngô Đình Khả sinh năm 1856, quê ở xã Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Gia đình ông theo đạo Công giáo, thuộc giáo xứ Phủ Cam ở Huế. Cha của ông Khả cũng là một chức quan nhỏ làm trong triều đình Huế. Lúc nhỏ, ông Khả được cho đi giúp lễ các linh mục Pháp, sau đó được đi học tại Đại Chủng Viện thuộc dòng Thừa Sai Pazi ở Penang, Malaysia, cùng với lại một người cũng khá nổi tiếng trong triều Nguyễn sau này là ông Nguyễn Hữu Bài. Sau khi học từ nước ngoài trở về, không được chọn lên chức linh mục, ông rời tu viện, trở thành người dân bình thường, lấy vợ sinh con. Thời gian sau, ông Ngô Đình Khả từng làm võ quan dưới triều vua Đồng Khánh và theo Nguyễn Thân, một người hợp tác với lại chính quyền bảo hộ Pháp. Đọc lịch sử chúng ta biết rằng có hai người hợp tác rất tích cực và chặt chẽ với Pháp. Ở ngoài Bắc là Hoàng Cao Khải, trong Nam là Nguyễn Thân. Hoàng Cao Khải thì là tổng đốc và có một cái lăng mộ đá ở ấp Thái Hà hiện nay vẫn còn. Trong thời gian Nguyễn Thân làm khâm mạng tiết chế quân vụ, đã dẫn quân ra Hà Tĩnh để lùng diệt cuộc khởi nghĩa do Phan Đình Phùng lãnh đạo. Lúc bấy giờ ông Ngô Đình Khả làm phó tướng cho Nguyễn Thân. Sau khi cụ Phan Đình Phùng mất thì các binh sĩ của Nguyễn Thân đã được lệnh quật mồ của cụ Phan lên, lấy hài cốt trộn với thuốc súng và bắn xuống dòng sông Lam. Những câu chuyện trong lịch sử như thế đến nay vẫn còn được ghi chép và lưu lại. Năm 1896, ông Ngô Đình Khả được phong chức Thái Thường Tự Khanh, hàm Chánh Tam Phẩm. Cũng trong năm này, ông được giao việc tổ chức trường Quốc học và được bổ nhiệm là hiệu trưởng đầu tiên của trường Quốc học Huế. Ông giữ chức vụ này cho đến năm 1902 và suốt thời gian làm hiệu trưởng đó, với vốn kiến thức, khả năng của mình, ông cũng đã góp phần để phát triển trường Quốc học Huế. Thời vua Thành Thái năm 1902, ông được thăng hàm hiệp tá đại học sĩ và lúc này thôi không còn giữ chức vụ hiệu trưởng trường Quốc học nữa và tập trung vào công việc giúp vua để điều hành triều chính. Năm 1905, ông Khả được thăng chức Tổng quản Cấm Thành, bảo vệ vua Thành Thái. Và đến năm 1907, giữ chức Phụ Chánh tại triều. Vì vua Thành Thái là có những hành động chống lại chính quyền bảo hộ Pháp, cho nên là khâm sứ Pháp đã đòi truất phế vua Thành Thái và đẩy sang châu Phi, lấy cớ vua bị bệnh tâm thần. Lúc đó,
Tại triều thì hầu hết các quan đại thần đều ký và ủng hộ Khâm Sứ Pháp, nhưng mà chỉ duy nhất có quan phụ chính đại thần Ngô Đình Khả là không chịu ký tên phế truất vua. Cùng với lại một câu chuyện nữa là khoảng 5-6 năm sau, Pháp cũng yêu cầu quan thượng thư Nguyễn Hữu Bài là đào mộ vua Tự Đức để tìm vàng. Nhưng mà ông Nguyễn Hữu Bài cũng không thực hiện theo ý đồ của Pháp. Hai cái câu chuyện này góp lại thì nó tạo thành nên một cái giai thoại mà người dân thường nhắc tới, đó là phế vua không Khả, đào mả không Bài. Chúng ta cũng biết rằng Nguyễn Hữu Bài và Ngô Đình Khả cũng là hai người đã từng học với nhau ở Malaysia. Và đặc biệt hai vị quan đại thần này còn có kết tình thông gia. Một người con trai cả của ông Ngô Đình Khả là Ngô Đình Khôi đã lấy người con gái duy nhất của quan thượng thư Nguyễn Hữu Bài. Đó là mối quan hệ giữa triều chính và gia đình rất gắn kết giữa hai vị quan đại thần triều Nguyễn là như thế. Sau những sự kiện như vậy thì ông Ngô Đình Khả đã bị người Pháp nghi ngờ là ủng hộ vua Thành Thái để chống lại chính quyền Bảo Hộ. Cộng với lại một số các sự kiện khác, người Pháp đã tạo cớ buộc ông Ngô Đình Khả nghỉ hưu sớm và bãi miễn hết tất cả những chức vụ trong triều đình. Trong suốt quá trình làm quan của mình, ông Ngô Đình Khả cũng bị triều đình nhà Nguyễn quy buộc trách nhiệm về việc để xảy ra sự kiện là xây một nhà thờ Công giáo ở trong kinh thành Huế. Lúc bấy giờ cái việc này là việc cấm, và vị trí xây dựng nhà thờ Công giáo nằm ở khoảng giữa của đồn Mang Cá, nơi binh lính Pháp đang đồn trú, và Linh Hữu Quán là chỗ mà thờ Lão Tử. Vì việc này mà ông cũng bị giáng chức, bị xử phạt. Nhưng mà rồi cuối cùng thì nhà thờ Công giáo ở trong kinh thành Huế cũng bị rời đi nơi khác. Các sự kiện lịch sử này cũng được châu bản triều Nguyễn ghi chép rất cẩn thận. Sau khi bị người Pháp bắt buộc bãi nhiệm, ông Ngô Đình Khả đã nghỉ làm quan khi mới 51 tuổi và làm quan liên tục được 22 năm. Tới năm 1914, triều vua Duy Tân, theo lời xin của phủ phụ chính, ông Ngô Đình Khả được khai phục nguyên hàm thượng thư và chiếu lệ cấp hưu bổng. Đến năm 1923, ông Ngô Đình Khả mất và được truy tặng hàm hiệp tá đại học sĩ. Về đời tư, ông Ngô Đình Khả có hai người vợ. Sau khi cưới người vợ đầu được một năm thì bà mất. Sau đó, ông đã lấy người vợ thứ hai vào năm 1889. Người vợ thứ hai đã sinh được 9 người con. Trong số đó, một số người rất nổi tiếng như là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm, ông cố vấn Ngô Đình Nhu, ông cố vấn phụ trách miền Trung Ngô Đình Cẩn, rồi là Tổng giám mục Ngô Đình Thục. Hiện nay có một di tích của ông Ngô Đình Cẩn, đó là căn nhà ông ấy ở khi xưa vẫn còn. Các bạn xem trên kênh của tôi có thể vào để xem nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn, cũng là một di tích khá nổi tiếng ở Huế. Về nhân vật lịch sử Ngô Đình Khả, chúng ta thấy là giai đoạn khi ông làm phó tướng cho Nguyễn Thân đã đàn áp các cuộc khởi nghĩa thuộc phong trào Cần Vương. Và sau này thì ông lại rất ủng hộ vua Thành Thái, một vị vua có tinh thần chống Pháp. Và xét về góc độ dân sự thì giai đoạn ông làm hiệu trưởng đầu tiên của trường Quốc học Huế, với những kiến thức học được, ông đã giúp hưng thịnh và phát triển trường Quốc học. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến để tham quan khu lăng mộ của ông Ngô Đình Khả. Mời các bạn tiếp tục theo dõi video. Lăng mộ ông Ngô Đình Khả nằm ở mặt đường Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Đối diện là một trường tiểu học và trách sang một chút là nhà thờ Phủ Cam. Cổng vào được xây dựng khá to nhưng mà cũng bị hư hại nhiều. Bên cạnh cổng đây, dấu tích cái lớp vữa nó bị bong tróc. Cái này là đá rửa phủ bên ngoài.
Bên trong đây một số cái nhà mà lợp tôn màu vàng này, đó là nhà của công ty lương thực xây dựng về sau. Ban đầu thì chỉ có cái cổng này, một căn nhà nhỏ để bảo vệ và trông coi lăng. Từ cổng chính đi khoảng 50 mét là tới cây cầu bắc qua một hồ nước. Đây là hồ Bán Nguyệt. Càng vào sâu bên trong, không gian càng yên tĩnh. Đi qua cây cầu, các bậc để bước lên phía trên. Chiều rộng của các cái thềm có lẽ nó rộng khoảng tầm 1,5 mét. Rất khác lạ so với lại các cái bậc lên thông thường chúng ta thấy. Đến đây thì có một cánh cổng bằng sắt và đã bị khóa. Trên cánh cổng sắt, một cây thanh giá cũng bằng ống sắt. Trụ cổng hai bên còn khá tốt, chưa bị hư hại đâu. Kiến trúc xây dựng cả 100 năm rồi mà còn rất là đẹp. Các mạch vữa ngày xưa là họ chít vữa vào đây mà nhìn nó rất là đều. Bây giờ để vào trong này buộc phải trèo cổng thôi. Bởi vì là vừa rồi tôi có hỏi thì họ nói người giữ khóa là không biết ở chỗ nào cả. Trèo qua cái cổng này cũng không phải là khó khăn lớn. Tôi thì hay đi núi, leo trèo quen rồi, nên là với địa hình này cũng không phải là trở ngại. Đây là nhìn vào quang cảnh chính giữa của khu lăng mộ. Phía sau là một ngọn tháp, bên trên cũng có cây thanh giá. Kiểu kiến trúc rất lạ. Có lẽ các lăng mộ mà chúng ta nhìn thấy thì với kiểu kiến trúc có tháp ở đằng sau như kia là rất hiếm. Đi qua cổng vào khoảng sân tròn phía trước, có một cái chi tiết hình tròn giống như cái giếng. Nhưng mà không biết có phải trước đây là giếng hay là dùng để trang trí trồng cây. Ở phía sau khoảng sân tròn là một kiến trúc được xây dạng thấp thôi, bằng bê tông cốt thép. Tôi ước lượng nó khoảng tầm trên dưới 2 mét một chút. Có 3 ô cửa. Phía trước chán cửa này là một loạt các chi tiết đắp nổi, hoa lá, và ở giữa đây có 3 chữ Hán Nôm. Lại nói về Hán Nôm thì cái món này tôi chịu, không đọc được. Cửa hiện nay cũng khóa rồi. À, không phải. Ở chính giữa đây là vẫn mở vào được. Đúng rồi. Không gian trong này mùi ẩm mốc. Chuột nó vào đây nó cũng ở nữa. Vừa rồi tôi cũng đã thắp hương. Bát hương được đặt trên một phiến đá cẩm thạch, nhưng mà phiến đá này cũng bị vỡ rồi. Chiều dày của phiến đá khoảng tầm 10 cm. Nhìn màu đá cũng khá đẹp. Phía sau bát hương là bức ảnh và một tấm bia đá
Ở đây còn có 3 mảnh vỡ nữa, cũng bằng đá, và trên này khắc các chữ Nho, có cả chữ Pháp. Tôi nghĩ đây có lẽ là bài vị thờ của ông. Chữ ghi trên bức ảnh cụ Ngô Đình Khả, trưởng giáo trường Quốc học Huế 1896-1902. Để xem chữ đằng sau đây là viết gì. Toàn thể Đồng Châu vô hạn thương tiếc và biết ơn vị anh hùng của núi Mâu sông Lệ, nhà cách mạng tiền bối của nước Việt Nam. Toàn thể Đồng Châu Quảng Bình cẩn chí, Xuân Bính Thân 1956. Nghĩa là tấm bia đá này được lập năm 1956 của những người đồng hương quê hương ông Quảng Bình. Kiến trúc ngày xưa có những nét rất là lạ. Và nói về tổng thể thì ngoài mục đích kiến trúc đẹp, nó còn mang yếu tố tâm linh. Mặc dù là Pháp xây dựng nhưng mà vẫn mang dáng dấp kiểu kiến trúc của người Việt. Ví dụ như chúng ta thấy ở ngoài Hồ Bán Nguyệt, kiến trúc đó là theo kiểu của phương Đông. Các khoảng đất ở phía trước, người dân họ cũng tận dụng để trồng cây. Khung cảnh yên tĩnh, u tịch. Toàn bộ công trình phủ lên một màu rêu phong cổ kính. Chỗ này là có hiện tượng bị lún đây. Nứt vỡ. Kiến trúc ngày xưa là họ không có những cái gạch người ta ốp lát như bây giờ, mà sử dụng bằng đá dừa trộn với lại vữa để ốp lên một lớp, nó mỏng khoảng tầm 1 đến 2 cm, nên là cái lớp bên ngoài này nó rất dễ bị bong tróc. Mặc dù là nó bền hơn xi măng cát bây giờ bởi vì nó là đá, nhưng mà theo thời gian thì cũng không thể chống chịu được, và chắc chắn là không thể bền hơn gạch nung. Chúng ta đã bắt đầu bước lên khoảng chính của tháp. Ở phía sau và hai bên đó là những ô cửa. Khung cửa ở đây vẫn còn. Cũng bằng xi măng. Khung đệm thì bằng gỗ. Bao nhiêu năm mưa nắng mà nó vẫn còn như thế này thì chứng tỏ gỗ cũng tốt đấy. Trên đỉnh ngọn tháp thiết kế dạng mái vòm. Tháp là có dạng hình lục giác, 6 cạnh. Phía trong một hương án cũng bằng bê tông cốt thép khá to, chiếm gần như là một nửa già của diện tích lòng tháp. Có lẽ mục đích của hương án ở đây ngày xưa xây dựng để làm nơi thờ tự. Trên này thì cao ráo sạch sẽ nên là hiện tại đến bây giờ vào đây nó không có mùi ẩm mốc như là ở chỗ mà có bát hương thờ đâu. Chiều cao tháp ở đây tôi ước lượng khoảng tầm 10 mét. Được xây trên một bệ có kích thước khoảng 6 đến 7 mét. Bệ này cũng cao hơn cái nền cỡ khoảng 1 mét nữa.
Về kết cấu chính là bằng bê tông cốt thép và xây gạch. Bệ này thì bằng gạch rồi. Lớp vữa bong chóc ở đây chúng ta nhìn thấy. Bên trong là gạch đặc. Phần tháp cũng thế. Tường cũng bằng gạch. Nhưng mà có lẽ riêng cái phần mái vòm ở phía trên là bằng bê tông cốt thép. Ở tháp này trước đây là nghe nói cũng bị sét đánh. Một số người họ cho rằng là vì yếu tố tâm linh. Nhưng mà xét theo góc độ khoa học thì bởi vì tháp này nó cao hơn xung quanh nên là dễ bị sét đánh khi mà mùa mưa bão. Từ nãy đến giờ chúng ta đi một vòng, có lẽ mọi người cũng như tôi đều có chung một thắc mắc là không biết mộ của ông Ngô Đình Khả đặt ở chỗ nào trong khu lăng này. Bây giờ chúng ta xuống cái khoảng sân để nhìn lại một vòng nữa và phán đoán xem như thế nào. Đứng ở đây chúng ta lược lại một lượt nữa để giải đáp thắc mắc xem là vị trí đặt mộ của ông Ngô Đình Khả là ở đâu. Lối đi cổng này thì không có rồi, bắt đầu đến khoảng sân. Rồi là đến chỗ thờ tự, phía sau là tháp. Thông thường mộ nếu mà xây dựng thì sẽ có chiều cao hơn với lại mặt đất xung quanh, chứ không thể thấp hơn giống như là chi tiết chỗ giếng này. Nên theo cá nhân tôi đoán rằng giếng này chỉ là nơi trang trí, có thể là hồ nước, trồng cây, chứ không thể là mộ được. Tiếp đến là khu đặt ảnh. Khả năng cao mộ ông Ngô Đình Khả sẽ nằm ở chỗ hương án, trong lòng của cái tháp phía sau. Nhưng tất cả chỉ là những nhận định cá nhân thôi, không biết các bạn nghĩ như thế nào. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu về nhân vật lịch sử Ngô Đình Khả, quan thượng thư phụ chính đại thần thời nhà Nguyễn, và là thân sinh của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thời đệ nhất Ngô Đình Diệm. Đồng thời chúng ta cũng đã đến tham quan lăng mộ của ông nằm ở trung tâm thành phố Huế. Mặc dù nơi đây cũng ít được dọn dẹp chăm sóc, nhưng khu lăng mộ vẫn còn khá tốt, rất chắc chắn. Điểm đặc biệt nhất ở trong khu lăng mộ ông Ngô Đình Khả đó là khi đến đây, chúng ta không thể biết được mộ ông nằm ở vị trí nào trong toàn bộ khu lăng. Bây giờ tôi cũng xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.